Sáng nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 3 bệnh nhân COVID-19. 3 bệnh nhân được cho ra viện là bệnh nhân số 830, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, bệnh nhân số 958, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, bệnh nhân số 968, trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê. Các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính 3-5 lần với SARS-CoV-2. Ngoài ra, trong hôm nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân số 935, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Các bệnh có thiên lượng nặng, tiền sử là suy thận mạng, cao huyết áp. Ngày 15 tháng 8 làm xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2, dương tính, chuyển đến Bệnh viện Phổi điều trị. Ngày 30 tháng 8, bệnh giảm, tiến triển tốt, không ho, không sốt, sinh hiệu ổn và có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Theo đó, bệnh nhân này sẽ được tiếp tục theo dõi và cho xuất viện vào sáng thứ hai tuần sau.